Hi, JD. What you doing? What you doing, JD? She's building something. What did you spill? She's building something. Oh, she's building something. Wow. Đang xây gì á? Cục vàng đang xây gì á? What are you building, JD? Trời ơi, nó đem qua đây, nó xách qua đây, nó chơi bà đi lo rệt, có được không? Trời ơi, đẹp dữ cá. Chơi thích chơi Lego lắm nha, thích chơi xây dựng lắm nha. Kiến trúc sư mà. Mà cô chú thấy chơi hôm nay mặc mặc cái quầm đẹp không? Cái này là cái quầm nha cô chú nha, chứ không phải cái đầm nha, cái quầm. Sáng giờ giỏi lắm mà cô chú ơi, sáng giờ đi xếp hàng với mẹ từ sáng giờ đi bước ra khỏi nhà từ lúc đây. Bước ra khỏi nhà từ lúc 12 giờ về tới nhà là 4 giờ chiều rồi nè cô chú nè, thấy không? 3 giờ mấy chiều rồi nè. Giờ nghỉ ngơi ấy chút nè kia ơi. Quay video cô chay cho cô chú coi xong rồi cái chút nữa là vô mà lấy súp cho chay ăn. Hôm qua mẹ có hầm một cái nồi xương với lại bí đỏ. Đó, hầm nguyên xương với bí đỏ luôn rồi chay húp cái nước súp nó là bổ lắm luôn. Rồi cái mẹ bỏ nuôi vô. So Kathy is working? Yeah, she works afternoons. Hmm. Until when? 11 o'clock? No, she'll be home by then. I think she's done at 10. Okay. 9, 10. Hmm. Maybe 10 home, sure. I don't know. It depends on if... For some reason... Hôm nay là một ngày đẹp trời nè, nhưng mà cũng không có nắng lắm. Hôm nay mà bơi cũng lạnh. Giờ chay chán bơi rồi, giờ bơi lạnh quá chán rồi phải không chay? Bơi lạnh quá chán hay con ha? Ừ, lạnh sao? Lạnh sao? Lạnh quá hả? Ừ, mặc cái quầm nè, thấy không? Mặc cái quầm ghét không? Cái quầm mới mua đó cô chú. Ngọc á, là biết làm sao không? Là chưa biết, đây chỉ là cái lịch trình thôi, là tháng sau á là sẽ đi Cali chơi, tính mua cho nó mấy cái bộ đồ này để hả đi qua Cali mặc. Mà bây giờ tính á, bây giờ mà ví dụ như mà tự nhiên mua đồ mà để dành cho qua Cali mới mặc thì thấy nó vô lý quá. Giờ bên đây còn nắng còn ấm này kia, thôi lấy ra cho nó mặc cho luôn cho rồi, chứ còn để dành đi giết gì nữa nó thôi. Giờ mà đi qua Cali về là hết mặc được mấy cái đầm này rồi. Qua Cali về là tới tháng giữa tháng 9 là trời lạnh là hết được mặc đầm này rồi, phải mặc áo tay dài rồi. Nên là đồ bây giờ đồ nào mà có đồ sắc nách sắc đồ là lấy ra mặc hết. Qua rồi qua Cali có đồ cũ mặc đồ cũ. Chơi qua Cali. Chơi đi Cali gặp ai? Phải có không? Sao biết? Sao biết? She's answer me. Đó, nên là thôi mặc luôn đi cho rồi đi, cho nó mặc, cho nó quay video clip cho nó đẹp. Trời ơi, người ta là người mẫu mà ăn rồi cứ cho người ta mặc mấy bộ đồ kia không là đâu được. Còn đồ mới dành đi chơi, vô lý gì. Mua mấy bộ đồ này được nè, làm đỡ dơ nè. Ta làm gì có cái đồ nó cứ đi tới đi lui cô chú chắc chóng mặt chứ không. Yeah, chay, con hửi cái hoa cái cho mẹ coi coi. Con hửi hoa một cách nhẹ nhàng cho mẹ coi coi, hửi coi. Thơm không? Thơm không? Không. Không thơm hả? Trời ơi, vậy... Trời ơi, vậy là nó thúi y như con chay vậy đó. Phải không? Nó thúi y như con chay phải không? Trời ơi, có nó đàn của chú nè, đó. Cái xón tổ cho anh. Nó là nó xón tổ đó. Ê, hồi bữa hả nó ngủ hả nó cái móng tay của nó quẹt cái mũi của nó rồi sáng thành có thẹo, mà giờ tên cái mũi thành cái thẹo trên cái đầu mũi luôn rồi kìa. Trời ơi, có quẹt cái móng tay không, cái mũi là thẹo rồi nè, để cho cô chú coi cái thẹo này nè, đó thấy không, cái mũi thẹo không. Rồi cái thẹo mũi đó này có hai, đúng là hai thẹo thì hai sẹo thiệt chứ, có hai cái sẹo trên mặt kìa. Quay cho cô chú một chút, xong mày vô mẹ múc cho chay súp chay ăn nha. It's a beautiful day today. Yeah, hôm nay trời đẹp nè, ngồi trong đây mà nắng nó không có hắt vô. Nắng là sai.
Nắng ngoài đây, đúng rồi, nắng ngoài đây, đúng rồi, nên chỉ tay nắng ngoài đây. Đông đu đà. Nó kêu bả là đừng có làm như vậy. Tại vì bả tính giúp nó. Trời ơi, nó nhìn mắt kìa, có được không? Trời ơi, bả tính giúp nó, bả gom rồi xong rồi đưa cho nó đem lại đây. Còn nó đừng làm như vậy. Nó muốn chạy là nó lấy, nó muốn cực mà. Trời ơi, con không thích là nói liền. Đúng rồi, mình không thích là mình nói. Như cái Ngọc dạy nó, Ngọc với chồng Ngọc dạy nó, nếu mà mình không thích là mình phải nói liền. Tại vì mình phải tự, thí dụ như nếu mà không có mẹ với ba đứng ở đó thì con phải sẽ phải tự là người nói lên. Gọi tiếng Mỹ nó gọi là speak up for yourself á. Là phải cần người tự nói lên cho mình. Đó, bà đem tới cho con đó, con cảm ơn bà chưa? Tôi hỏi nó cảm ơn bà chưa? Thì nếu như bả người Việt Nam thì sẽ nói cảm ơn bà, rồi nó quay qua nó nhìn bả đã biết bả người Mỹ, nó nói thank you, hiểu không? Hai dữ ta. Chi mà hai chinh nữa hè. Hai đó, cái đó là hai đó. Nó là bây giờ là nó nhìn qua là nói chung là nó nhìn qua Ngọc kêu nó nói tiếng Việt là nó sẽ nói cái câu đó tiếng Việt, mà khi nó quay qua ba nó nói tiếng Anh. Mà sao Ngọc không hiểu gì, nhiều lúc Ngọc không hiểu sao mà nó nhìn qua Ngọc nó biết nói câu đó tiếng Việt là cái gì luôn, không hiểu luôn. Trời ơi, bà giúp nó nói đông đu đát, nó nói là đừng làm như vậy. Rồi bà nói, rồi cái bà nói, ui vậy hả? tao chỉ muốn giúp mày thôi. Nhưng mà nó nói không, tôi cần công việc để làm. Đó, bà giúp nó đó. Đó, bà giúp con kìa chơi kìa. Con nói con cảm ơn bà chưa? Đó, thấy chưa, Ngọc hỏi cảm ơn bà chưa, cái nó nói thank you. Chay cô nói cảm ơn bà, nói tiếng Việt đi chay. Nói tiếng Việt cảm ơn bà. Nói đây. Nói tiếng Việt cảm ơn bà đi, coi bà hiểu không? Chay nó nói là không nói đi. Chay nói đi, chay nói cảm ơn bà. Đâu quên, nữa kể cho cô chú nghe một cái câu chuyện rất là hấp dẫn và mắc cười. Thì khi mà Ngọc chở nó đi ship hàng với Ngọc và đi công chuyện đồ á. Đi Halloween. Đi Halloween hả? Trời ơi, nó ngồi mà nó nghe tôi nói câu chuyện, nó có nhiều chuyện không? Đó, nó làm bộ xào xạo im im vậy, nó ngồi nghe người ta nói hết á. Thì hả, ở trên xe nó lấy cái điện thoại nó chơi, thì cái điện thoại mà Ngọc buôn bán hàng á là cái điện thoại của con trai với iPhone 6 á. Thì nó lấy điện thoại đó nó chơi, nó coi cái xong ai gọi nó cũng cúp máy hết, bấm tắt. Cái xong tự nhiên có một cái cô khi gọi tới không biết sao nó hứng sao nó bấm lộn hoàn sao nó bấm cái nút nghe. Cái xong rồi nó alo. Cái xong rồi cái cô đó mới nói hả, cái gì trong đó đó, Ngọc cũng nghe nó, Ngọc nói chay, con bấm alo rồi thôi, con đưa điện thoại cho mẹ mà nó không chịu đưa. Nó cứ cầm cái điện thoại hoài, nó alo, cái không biết cô đó nói gì trong đó. Cái Ngọc mới nói là con nói với cô là một chút nữa mẹ con gọi lại cho cô. Cái nó đưa cái mỏ nó vô, nó đưa cái mỏ nó vô nó nói hả, chút mẹ con gọi lại cô. cái cô đó trong máy, cái Ngọc nghe cô nói gì cái nó ok bye. Trời ơi, nó nói vậy đó, có được đó không? Đó, thấy chưa, bà đi đâu là nó đồng hết the flower. Can you say I'm sorry? Đúng rồi, cái hoa đó là hoa nhà của bà nên mình không có được đụng vô mà mình hái hoa như vậy, nghe chưa? Okay, thank you. Đó rồi, nó dán hoa lại rồi đó bà. Coi cái tướng mặc áo dây kìa, coi cái da thịt kìa, con muốn nhéo, muốn cắn con cái kìa thịt. À, không cắn một cái nữa hả? Ừ, không cắn thôi. Nó nghe tôi nói, nó không cắn một cái nữa. Muốn nhéo một cái sao? Không. Can you come? Đi đâu à? Where you going? Nobody's in there. Where you going, JD? Kathy went to work. No. You wanna draw? Yeah. No, just stay out here. It's nice out here. After a while, okay. It's nice out here, okay, JD? Okay. Ở ngoài đây vui hơn. You wanna look at the book? Yeah. No. Nhìn cái mặt nó giọng cho bừng giọng ghê chưa? Không. Sao không? Không. Mẹ giỡn mà, mẹ giỡn với con mà. Không. Không có được hổng. Con nói mẹ ơi đừng nói như vậy. Mẹ ơi đừng nói như vậy, mẹ đừng có quýnh con. Mẹ đừng có cắn con. Con không thích.
Yeah, let's see. How many toes you got? I'll sit up here and we'll count them. Trời ơi, cái váy rồi cái họa tiết kìa. Bông hoa đồ này đi dở không? Đi dữ không? Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty have a great fall. Cái gì? Không hát nữa hả? Không hát nữa. Sao không hát nữa? Lý do sao không cho hát? Trời, không cho hát, không cho là không được hát hả? Giờ con cất đồ chơi vô hả? Giỏi. Đi đi sao? À, con cất đồ chơi con dọn qua bên đi đi hả? À, nó ý nó con cất đồ chơi nó dọn qua bên kia nó chơi á. Hay đó. Mà sáng này mày dẫn chơi đi đâu ta? Đi Halloween store, đúng rồi. Giỏi, nó khoái đi Halloween store lắm cô chú ơi. Vô tổng mua kẹo, mua đồ này kia. Mà nói là mà mỗi lần vô nha, chỉ một bịch kẹo thôi nha, không được mua nhiều nhưng mà không có tiền nha. Lựa đúng một bịch xong đi ra. Sáng trước khi đi là hả cho ăn uống lau chùi sạch sẽ rồi xong mới đi đem theo chai nước nữa. Đem theo chai nước, có rác nước rồi ngồi trên xe uống. Hay quá đi thôi. Mày mẹ mày giúp con nha. Sao không? Mày giúp con mà sao con nói vậy được? Con nói sao? Con nói con cảm ơn mẹ. Nói đây, nói con cảm ơn mẹ. Nói chưa? Nói con cảm ơn mẹ đây. Con chay lì quá thôi, mẹ buồn mẹ hóc rồi. Mẹ buồn mẹ hóc hu nè. Yeah, she know what she's doing, right? Đi đâu rồi, nó là nó biết nó đang làm gì. All done, good job, JD. Now she's gonna go to your side. Good job, JD. Ooh, that's nice. What's gonna do? What rồi, color is that? Mở ra lại. What color is this? JD, what about we gonna play outside? Yeah, nobody's in there. Cơ tóc mình sao quấn thế ghét không? Sáng nay ba cũng ngủ cho ba quất chân giấc cho tới 11 giờ. Không kêu ba dậy chắc ba quất tới 12 giờ. Rồi hát xong chưa? Hát xong chưa rồi bây giờ mẹ mới nó hỏi cô chú cái vụ án này là ai là người có lỗi? Ai làm đổ cái này? Theo con thì ai là người làm đổ? Ai làm? Chơi làm đổ nào? Đổ. Đây, tôi đang ngồi ăn. Phải không? Tôi đang ngồi ăn. Để chị để cho cô chú coi ai là người làm sai nha. Tôi đang ngồi ăn. Thì cái tô tôi để ngay chỗ này nè. Để ngay chỗ này nè. Đang ngồi ăn, để ngay cái tô này nè. Đó, để đây này không? Rồi. Để im đó, đi im đó. Nó qua nó phá chiếc xe đạp. Xe đạp ba nó mới mua về cho mẹ nó. Nó qua nó phá chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp ngã. Chiếc xe đạp ngã thì nó ngồi dưới cái chiếc xe đạp ngay chỗ này nè, nó ngồi dưới này nè. Tôi thấy chiếc xe đạp ngã tôi mới hết hồn. Ngã sao? Quay lại hiện trường coi, làm sao? I show you. Rồi, ngồi sao nè, hồi nãy nằm xuống hiện trường sao? Đó, nằm ngồi xuống hiện trường đó, ngồi xuống hiện trường vậy phải không? Đó, thì chiếc xe đạp nó ngã thì tôi mới lật đật tại vì cái này nó đang ở đây mà. Cái tôi hết hồn của tôi đóng cái này lại thì cái tô súp nó ngã xuống. Cho tôi xúc nó ngã xuống đây. Thì biết sao không? Tại vì thấy nó ngã sợ xe đạp đè nó, mình đóng lẻ lại liền rồi cái tôi xúc nó ướt đầy người tôi hết, nó nhảy, nó nhiễu nhảy. Yeah. Thôi không ăn đâu, cảm ơn. Nó nhiễu nhảo đầy người tôi hết. Mà cuối cùng nó thì nó không có bị gì hết. Nó không có khóc la gì, nó không có bị xe đạp đè, không bị gì đó. Rồi cái hả Ngọc quay qua Ngọc nói đó là lỗi của con đó chay. Cái đó này không, cái đó là lỗi của mẹ. Rồi cuối cùng mình lại cuối cùng cái này là lỗi của đứa nào?
Cái này là lỗ của đứa nào? Lỗ của chay. Của chay. Không. Của chay. Không. Lỗi của chay. Không. Chứ của ai? Dạ mẹ. Không, của chay. Không. Tại vì hả, xe đạp đang đứng im, con lại con phá chiếc xe đạp. Rồi xe đạp nó mới ngã, thì mẹ thấy vậy mày mới tính mày chạy lại mày cứu con. Phải không? Mà cuối cùng con không bị gì, con đứng lại con đi lấy cái khăn cho mẹ nữa. Đó con lại lấy đi lấy nó chạy vô. Nó chạy vô nhà vệ sinh nó lấy khăn cho tôi. Rồi đó đi đâu lại nhà vệ sinh lấy khăn tôi rồi đó. Tôi nói thôi không cần cái khăn đâu rồi cái nó lấy khăn nó lại chuỗi ghế nè, coi được không? Bây giờ là lỗi của chay. Không, mẹ. Cái gì? Nắm tay đi đâu? Nắm tay đi vô phòng hả? À? Vô phòng làm gì chồng? Hả? Sao? Cái gì vậy? Cô chú ơi, đây là lần đầu tiên trong đời chay chay làm chuyện này. Hả? Rồi trời, nó thấy tôi kêu cô chú ơi, cái nó là bây giờ nó nói mày lại để show you. Nó nói là bây giờ là chay sẽ vẽ lên người, cái bà này sẽ ngồi vẽ lên người. Đây là cho cô chú coi nha. Coi, ok. Cái nguyên một cái đống hình này nè. Đó. Đó, nó muốn cái này. Nó chỉ luôn đó, nó muốn cái này đó. Nghĩ được hay được không? Nguyên một cái hình người ta để quá trời album luôn. Người ta để quá trời con luôn. Rồi, chăm cái này muốn cái nào chỉ cô chú coi coi, muốn cái nào? Bây giờ bà xong rồi nè, bây giờ con muốn cái nào lẹ lên. Rồi, nó muốn cái này nè. Nó muốn cái này nè, có được không? Nó muốn Halloween được không à? Rồi. Yeah, chị đi. Rồi. Lên ngồi đi bà vẽ cho. Đó, chị này mới vừa vẽ xong nè. Do you need to wait for it to dry though? Yeah, it's drying now. Oh, cái đó là cool. Very cool. You have an Apple charger here, do you? Okay, chị đi, tới con kia đi, lên đi, lên ghế ngồi. Sit on the chair, chị đi. Wow, các bạn. Ngồi, ngồi phải patient nhé chứ. You gotta be patient, okay? Okay. I'll get you some more masks. Rồi, tạm trời, bà tự leo lên luôn coi được không? Hả? Do you have a mask? I don't think she gonna wear it though. Will you wear a mask like me? No, no. Okay, can you stop breathing? It's okay. Mà bây giờ con muốn vẽ lên cái tay nè. Bây giờ con muốn vẽ tay nào? What arm you want it, JD? What arm you want it? Không, mẹ hỏi cái muốn cái tay nào. Tay đó phải không? Ok, để bà vẽ tay đó. Yeah. Excuse me. Okay, which arm? Right here? No, let's do this arm. She want that. Okay. Ok, tại vì cái đó đeo vàng rồi nên là không có được làm. Rồi đó, vẽ đi nha. Để chân lên, lấy cái tay lên thôi. Phải kiên nhẫn nghe chưa? Gotta be patient, ok? Yeah. Chỉ vô nó muốn cái đó. Dính, hold it. Có được không? Có được, bá không? Đưa nhỏ 2 tuổi mấy bắt nhỏ con tay để đùi con tay dính hình cho bà coi nó vẽ. Có được đời không? Mỹ, đúng Mỹ luôn á. Tự nhiên. Wow. JD, are you excited? Yeah. Okay. Okay, let's do it. There's the head. Oh wow. Vẽ này là 10 đô đó cô chú, 10 đô là 230 ngàn á. Đó, that's the head, JD. Wow. Yeah. Cười. This is neck. I hope I don't run out of room. Rồi, bà nghĩ sao mà bà? Don't move, JD, don't move. You gonna see it later, okay? Bà nghĩ sao mà bà vẽ xong đã rồi bà nói là bà hy vọng là còn chỗ. Có được không? Bà là thợ vẽ mà bà nói bà hy vọng bà còn chỗ. Cái con này vẽ cũng dễ mà. Ui, sao ba cái con này mà nói gì nữa. Mà cái vẽ cái này tắm xong là xong mà cô chú ơi. Ngồi yên mới chưa? Dễ vậy là 10 đô đó cô chú. Chị đi, nó mỏi á, tội không? Lại đi dịnh cho chị độc cổ dữ rồi chay, để mày dịnh cho chay nè. Không mày sao mày dịnh được? Sao không bỏ ngay chỗ này trời?
Ôi trời ơi, sắp rồi nè. Oh wow, that's so cool. JD, wait, wait. Yeah, gotta hold your hand still. Yeah, yeah. Trời ơi. I think you should put it next to her right here. It's gonna be better. Yes. Yeah, yeah. Thấy chưa? Trời ơi, trời. Keep your hand still. Nhưng chứ sao mà nó. Chỉ okay. Chỉ vô cái mặt của con ấy rồi dính vô tay rồi. You can't touch it, okay? JD, stay still. Trời ơi, cả mấy chục con ở trong đó, kêu chọn con nào cũng chọn Halloween. Cười. Yeah. It's like painting on a moving target. JD, look at mommy and say cheese. No, look at mommy and don't move your head. Say cheese. Đẹp. Ôi trời, JD, don't move. Almost done, okay? Gần xong rồi, JD. Trời ơi, đó răng đó, đĩa răng đó. Quá dữ, hay lắm bồ ơi. Trời ơi. Thôi, gọi vậy là xong rồi đó. Wow. Almost done, JD. Almost. Wait, mommy. Wait. Oh, wait. JD, don't move. Yeah, leave it there. JD, để đó đi. JD, we almost done. Almost done, okay? Almost done. Almost. Sắp rồi, JD. He looks like he's had a bad nhanh night. Chứ mới có mấy phút với chứ mấy. Rồi giờ tới vẽ cái tay đó thôi. Yeah. Trời ơi, bà con nói để vẽ bằng tay bự để cho nó thấy cái bàn tay để vẽ cho nó nghệ thuật chứ nghĩ sao vậy. Vui. Vẽ bự cho nó thấy. À, hai cô bé này là cũng chờ để vẽ nè. Con ngựa nó kêu it's a horse. It's a horsey. Rồi dễ xong rồi đi ăn hết chay ha. You see the horsey? Wow. Rồi. Don't touch it, okay JD? Ủa gà ba đâu rồi, không đưa lại tiền rồi sao, lấy gì đi trả tiền ra ta đây. He's full of smile. Oh wow, what is that? Is that a bonus? Yeah. No? Yeah. Yeah, it's a bonus. Ờ, bà vẽ bà tay tặng cho cái gì nữa kìa. Wow, you look so cool, JD. Oh, you got sparkle on it too. Look. Oh, có cơm tiếng nữa. Oh, cơm tiếng kìa. Hey, don't touch. Don't, JD, don't touch. Okay, are we done? Okay, let it dry. Don't touch it, okay? Okay, here you go. Thank you. Oh, no, hold on. JD, can you give it to her? Say thank you. Thank you. Well, I said thank you. Thank you very much. Ngọc tính đưa cho. Daddy. Show them what you got. Wow. Ngọc tính đưa tiền cho bà nhưng mà Ngọc quên, phải đưa con chay. Thank you. JD, you gotta say thank you, okay? Từ giờ về sau mà có mua gì cho nó, phải để cho nó tự đưa tiền nó trả. Để cho nó biết cái cách là khi mà mình muốn mua cái gì mình phải tự trả tiền á. Chứ không có cái gì mà miễn phí. Rồi đưa cho bà coi, bà trước kìa, chạy thẳng lên trước. Kìa, nhìn thẳng. Chay. Let's go. This way. JD, go this way. Thế bác cửa. Wow. That's so cool. Wow. You want to sit? Okay, sit right here.
We're gonna eat. You should have some fresh bread up in a minute, guys. Okay. So